hơn 1 tấn. Đây của anh Dũng á. Đệ thầy cũ. Đây có cả thủ khoa này anh em ơi. Thủ khoa này, đây là thủ khoa thứ hai này anh em. Đấy, 5 triệu, 2 thủ khoa 5 triệu. 2 thủ khoa 5 triệu. Thủ khoa này có 500 triệu. À 6 người. Nó vẫn là cái này. Hôm nay là mình có chuẩn bị tốt hơn rồi. Không tốt hơn lắm. Rồi mới làm mà dễ điều nè. Đẹp thật đó luôn. Chết rồi. Nhìn cái đĩa này quá. Đi show. Không còn muốn là cái đội dịch này đi không? Cái đội dịch đó là đội cái này đúng không? Bây giờ anh cố tình anh muốn cái đĩa nó xoay, cái đĩa này chuyển động á. Mà nó có chụp được rồi, chụp được tấm á. Đây, đây không? Phải không? Các còn nữa, không có lớn hay được. Nè. Đó. Rồi cái tấm này có nghĩa là anh muốn cái này được. Anh muốn cái này để thử tốc độ nó. Tại vì em muốn thử là cái đĩa nó xoay. Đây có cảm giác là nó xoay chứ phải là đúng rồi. Chỉ vô chỗ một khổ đấu đấu này. Nói phải trưởng nó đấy. Anh sẽ ngoài cái này cũng đi show rồi đó. Giờ ví dụ ông coi thằng Canon với em con Sony. Hello anh em quay lại đây á.